Ok, và hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình là Thành Anh Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là Alien World Evolution nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1.000 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Alien World Evolution nhé anh em. Chúng ta sẽ tiếp tục cho nó ăn lên thôi. Thì mình đang cho ăn hổ lốn rồi anh em, để tiến hóa cái dạng 2 gì đó. À, ok, rất nhiều luôn. Ăn đi bạn ơi, 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 thoải mái đi, ăn đi ăn đi, ăn thoải mái đi. Ôi, cái gì đây? Sẽ Red US cái gì đó. Oh yes, nào chúng ta sẽ ăn mấy cái này trước. Rồi chúng ta sẽ ăn mấy con người này ở bên này luôn. Rồi chúng ta ăn cái này để lên được 120 nhé. 120 cái là lên được luôn thôi. Rồi chúng ta sẽ lên level 120. Nào nào, ăn nhiều ăn nhiều ăn nhiều ăn nhiều ăn nhiều nhất có thể nào anh em ơi. Rất nhiều người ở bên này luôn nhé. Nhiều người thế, thoải mái chưa bạn ơi? Bên này cũng sẽ vậy này. Ok, con này thì cũng sẽ như vậy luôn. Rồi chúng ta sẽ ăn hết cái đống này luôn này. Rất nhiều người luôn anh em ạ. Thoải mái mà ăn luôn đấy. Ăn hết đi, ăn hết cái đống người đã xong rồi tính sau. Đấy, nhiều chưa? Quá nhiều thức ăn dành cho chúng ta luôn anh em ơi. Chúng ta cần phải tiến hóa lên cần 120 thằng người để 120 cái đồ ăn đấy, để nó tiến hóa lên đấy. Đấy nhá. Bình thường mà làm sao mà có đủ đồ ăn được như thế này anh em. Không mỗi thì đố là. Nhưng mà cái game mình có chơi một cái game đó chính là Dragon Evolution ấy, hôm qua mình vừa chơi ấy. Nó cũng rất là hay, nó cũng dạng dạng như cái game này nhưng mà nó không có mod nên cảm giác nó rất là khó nhằn ấy. Cực kỳ khó nhằn để mà ăn cho lên được. Ok đi á, cho nó ăn lên đi á. Ăn hết nào bạn ơi, ăn hết cái đống người nhiếc này cho tôi. Xong rồi bạn làm gì thì làm. Đấy. Rồi, đớp đi bạn ơi. Rất nhiều đồ ăn nha. Bạn gần hết cái đống này thì các bạn khắc to. Bạn khắc to như một con bò. Ok. Nào, 107 rồi, 108 rồi, 109 rồi, 120 rồi, 121. Ok. Rồi anh em ơi, nhanh nào, 115 rồi. Tôi đang cố gắng để cho nó ăn nhanh nhất có thể. Đây, lên tiến hóa rồi. Cần phải 12 sao để tiến hóa evolution một cái dạng gì đó nó đẹp. Dã man luôn. Tèo tèo reo. Ui ôi. Ui. Con này con rồng à. Holy shit. Đây. Tôi sẽ bỏ qua ba cái chặng này và tiến hóa thành thằng dưới luôn ạ. What the fuck? Mét. Trời ơi, đây là con rồng mới ạ. Ui. Hi intelligent alien anh em ơi. Với HP là 15 và có cái lượng đam là 6. What the fuck? Nhìn trông đỉnh thế. Nó to quá. To hết cả màn hình rồi anh em ơi. Mẹ, coi cái quảng cáo kia. Ui đẹp. Đẹp dã man luôn anh em ạ. Đẹp nhờ. Đẹp thế. Con này đẹp quá anh em ơi. Đánh nhau cái. Làm sao mà các bạn có thể đấm được tôi nhỉ? Một khi tôi đấm. Ui intelligent. Tớ vả mấy cái mà chết được cưng ạ. Wow man. Ui con này đẹp và nó khỏe dã man anh em ạ. Nó đỉnh dã man luôn. Tên red. Nhìn trông gì ấy. Mấy cứ thật. Mày nhờ này đấm cho mẹ tòe mòm. Vơ vẩn. Vơ và vơ vẩn. Ngơ ngà ngớ ngẩn. Con này đẹp quá anh em. Mày này. Đánh bại mọi kẻ địch anh em ạ. Với 15 máu của mình thấy là ngày mai có khi mình sẽ cố gắng tiến hóa lên cho dạng tối thượng hay cái gì đấy anh em. Ai à. Mất hai máu của tao, mày chết đi cưng.
Mấy con kia bây giờ không đủ tuổi đấm cho mấy mình rồi anh em ơi. Nó khủng quá, con này nó khủng khủng khiếp quá anh em ạ. Hello Lion Bus. Hello baby. Làm gì đó baby ơi. Baby chết rồi cưng ơi, làm sao mà làm gì được đây. Còn đâu mà khóc với sầu. Ấy à, đau nha. Đau nha cưng. Yeah. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Rồi ok. À, đấm một máu đau quá. Đấm một máu đau đau thế nhỉ. Nó còn chẳng đánh được mình cơ anh em nhá. Rồi, ui con gì này? Con gì thế này? Con gì trông đẹp này. Wow. Cho hồi máu liên tục này thì chúng ta đưa vô địch thiên hạ rồi anh em ạ. Con này hiện tại đang là vô địch thiên hạ và đang quá mạnh so với phần còn lại. Ha, à, đã 4 đam á. Ui chết rồi, nó biết mình anh em ạ. Nó biết. Nó biết mình anh em ơi. Nó biết mình. Ui, tí chết con này luôn anh em ạ. Nó khôn lắm. Nó khôn dã man luôn nhưng mà chúng ta vẫn thắng. Yeah. Woohoo, trời ơi. Chết rồi. Đấy, cưng ơi. Chết rồi. Đấy phát 5 máu á. Đánh phát 5 máu này. Úi, mình vẫn giết được anh em ạ. Vẫn chịu ở bơi thiên hạ đâu. Mà chúng ta sắp tèo em rồi này. Sắp tèo rồi này. Ấy à, đau. Ấy à, đau. Đau nhà mày này cưng ơi. Mấy cái sát thương của mình cái chiêu cuối là siêu châu chó. Phải nói như vậy. Đánh thêm một con nữa vậy. À, ui. Con này nó bằng mình anh em ạ, nó khỏe hơn cả mình cơ. Máu nó yếu, nhưng mà chết rồi. Bye bye rồi. Goodbye rồi. Goodbye game rồi. Nhục như con trùng trục, nhục như con cá nục vậy. Vãi nồi ạ. Hôm qua là từ con nòng nọc rồi đúng không anh em. Vãi lồng nhiều con thế nhờ. Nó có khá nhiều loại đèn nòng nọc Tolosima gì đó. Cái cây này chỉ là một cái cây rất là nhỏ, một cái nhánh cực kỳ nhỏ so với cái nhánh chính anh em nhá. Nhưng mà cái nhánh này cũng sẽ dẫn chúng ta đến gần hơn với cái đích ở bên này. Hợp lý. Mày to quá nhờ. Bên nó sẽ có hai dạng. Nếu ăn nguyên người thì chúng ta sẽ tiến hóa lên dạng phía trên. Sẽ có một cái nhánh ở phía trên. Là có thể đấy sẽ là cái nhánh cuối. Nếu mà chúng ta ăn nguyên bọn người này ở đây nhá. Ăn thịt. Ăn thịt hết nào anh em ơi. Alien War Evolution. Game rất hay. Mình rất thích cái kiểu cái thể loại tiến hóa kiểu này. Ăn đi bạn ơi. Chỉ được ăn nguyên người. Đây này. Nó có một cái công thức ở phía trên. Đó là nhánh trên. Chúng ta cho nó. Mình muốn cho nó tiến hóa tất cả các cái dạng cho anh em xem ấy. Xem nó. Mà cái hình ảnh của bọn này nó làm đẹp dã man luôn anh em ạ. Mấy con alien nhìn trông chất như nước cất. Phải nói như vậy. Chất dã man luôn ấy. Teo reo 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 teo reo teo 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 teo. Ok chưa. Ăn nốt nào anh em ơi. Ăn nào anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ ăn thêm cái dưới này. Nhầm nha. Mẹ ngáo ấy. Ăn một bất kỳ một cái gì khác là nó sẽ không thể tiến hóa đâu anh em nhá. Nên nhớ như vậy. Con này có lẽ là phải để tập sau thôi. Tại vì thời gian à, cái này cái gì? Cái này là cái reset à. Cái này là devolution là chúng ta sẽ hạ cấp con này xuống ạ. Rebirth. Vãi đạn anh em ạ. Rebirth là méo thì đang dạng đẹp như thế này. Chúng ta rebirth là chúng ta trở về dạng 1 đấy anh em ạ. Ui lâu dã man luôn. Chúng ta chơi trò này đi. Trò này thật ra thì nó cũng không có đồ ăn nước gì đâu. À cũng không có quá cần thiết đối với mình. Nhưng mình thích chơi thôi. Thích chơi thì chơi thôi. Cái này nó sẽ giúp chúng ta phản xạ nhanh hơn thôi anh em. Trời ơi. Lên. Ôi à. Hình như là mình ấn xịt một cái là nó sẽ bị va vào một cái gì đó. Nó khá là tệ. Ok chưa. Rồi đấy anh em ơi. Rồi. Và chúng ta tiếp tục cho nó ăn thôi anh em. Còn đến tầm đã yêu cầu phải 80 mấy con người nữa cơ thì chúng ta mới cho nó ăn lên được. Dã man thật.
Rồi ok, thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye. Con này đẹp thì thôi rồi luôn, khỏi phải nói.